Xin chào các bạn, mình là Mến Nhi. Hôm nay thì sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện mơ ước của mình. Câu chuyện mơ ước của mình là làm bác sĩ. Và bác sĩ mặc một áo trắng rất là xinh đẹp. Câu chuyện của bác sĩ là khám bệnh và cứu người. Ngoài ra mình còn có đam mê với câu chuyện ca hát. Còn bạn, bạn kể cho mình nghe, bạn thích công việc gì mà mình sao? Chúc mừng con nhé, đạt 10 điểm, giỏi quá, tự tin, mặc dù trời mưa nhưng mà bài rất lưu loát, giọng rất là hay, cố tâm, quyết tâm và nỗ lực rất là nhiều. Chúc mừng con được 10 điểm nha, rồi chúc mừng mẹ, xuất sắc quá, chúc mừng con nhé. Rồi, thương quá, có tiềm năng lắm đây.